Đến đâu đây cô bác anh chị, đơn hàng mấy cái đơn hàng may mặc giày da rồi gì là bây giờ héo queo hết. Đó. Tại này nghỉ bán đó cho cô bác anh chị thấy con robot này, một con to nằm ở bên Kusala đó, cô bác anh chị nhớ không? Kusala có một con to như con này luôn, bên này có một con. Hôm nay là có khách vào rồi nhưng mà giờ ở Sài Gòn. Hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 9:30 sáng ngày 4 tháng 12 năm 2023. Em đang ở khu vực Gò Vấp. Ở đây là con đường Phạm Văn Chiêu giao với con đường Lê Văn Thọ. Chỗ này thì người ta gọi là ngã tư chợ rau. Buổi sáng ở đây rau tập trung phân phối, em thấy đa số là rau muống, rau cải đó. Về các khu chợ ở đây chắc người ta lấy khu Củ Chi, Tây Ninh đồ lên đây nhiều nè. Ở đây cái nhà đang cho thuê, hai bạn đang chụp hình cho thuê nhà nguyên căn ha. Bây giờ phố xá là đầy khắp nơi đó, tình hình kinh tế khó khăn lao dốc mà ai cũng trả mặt bằng hết trơn á. Ngay cái góc này là có một cái tiệm ngày xưa em hay mua đồ điện nước của ở chủ là người Hoa. Người ta nói silo silao nhiều lắm, vào chỉ có người Việt thì mới nói tiếng Việt thôi, còn đa số họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Hoa đó. Em hay mua đồ ở đây lắm. Con đường Lê Văn Thọ này thì bên tay trái thì chúng ta về khu làng Hoa, cây trâm Gò Vấp ha, còn bên tay phải thì chúng ta đi cầu Phục về cầu Trường Đai và ra cầu vượt Tân Thế Hiệp và ngay chỗ quốc lộ 1A xa lộ Đại Hàng. Hôm nay có dịp về Gò Vấp này thì em mời cô bác anh chị đi dạo trên con đường Phạm Văn Chiêu này tới Phan Huy Ích luôn, để chúng ta nhìn lại cái cuộc sống của bà con mình ở đây trong những cái ngày cuối năm nó như thế nào. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày tràn đầy niềm vui, bình an và nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Sau lưng của em là về Sắm Mới, ngã tư Sắm Mới và chợ Sắm Mới. Ở đây khu vực này ngập nhiều lắm nha, đường Lê Văn Thọ, đường Phạm Văn Chiêu cũng vậy. Mà mùa này thì hết mưa rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngang phía trước là về chợ Thạch Tà. Sáng ngày người ta phân phối rau ở đây là bây giờ vẫn còn mấy cái xe rau, xe Honda người ta đậu bên trái của em đó. Đó. Cái khu Gò Vấp, Sắm Mới, Lê Phạm Văn Chiêu này thì nói chung là nó cũng không có thay đổi gì nhiều. Ở đây có cái chợ Thạch Đà thôi, thường sẽ rất là nhộn nhịp cả sáng cả chiều luôn. Chợ Thạch Đà họ bán cả ngày. Ở đây có hồng giòn có 20.000 một ký, hồng giòn này cô bác anh chị 20.000 một ký, táo bom táo đá nè. Rồi không quay lại em dừng lại em mua ít hồng nè, quần 40.000. Giờ thời buổi kinh tế khó khăn bán cái gì cũng chạy lòng vòng, thịt heo treo quá trời. Wow, cả đầy đường luôn, vỉa hè chú bị khiếm thị, chú đi dưới luôn chứ trên đường đâu có đi được. Ồ rau quá trời luôn đó. Nói chung là bây giờ riết người ta dẹp, riết người ta cũng chán, em thấy là dẹp xong rồi bà con mình cũng bung ra lại rau đồ đổ đóng trên đường nè. Đó. Bưởi nè 20.000 một ký. Bên trái của em là giáo sứ Thạch Đà thôi. Giáo sứ Thạch Đà cũng đang làm hang đá, bắt đầu làm hang đá. À, nhìn lại một chút công viên phía trước. Trời Sài Gòn hôm nay thì hứa hẹn là âm u cả ngày. Hồi em về đây là cái khu chung cư này bắt đầu xây nè, chung cư bên phải của em nè đó, rồi cam quýt ở phía dưới đường rau này. Ở đây là cái khu chung cư Dream Home gì đó, hồi mà em mới về đây là khu này nó đang xây. Xây xong rồi thì nó nham nhở lắm,
giờ cũng đỡ. Và ở dưới này có cái siêu thị Auchan, sau khi Auchan rút thì em thấy hình như có Co-op Max, bây giờ Co-op Max cũng rút luôn, dưới này giờ không còn gì hết. Cuối cùng người dân ở đây cuối cùng ở chung cư và đi chợ Thạch Bà không có còn đi được cái khu chung cư phía trong nữa, khu chợ phía trong chung cư nữa. Ở đây bán đồ rẻ quá trời luôn á cô bác anh chị. Người ta bán rôm rả khắp đường ha. Có thịt thịt chó rồi nha. Đó. Khu sắm mới. Cày tơ á. Ta đi chợ đây bán đồ rẻ quá, xe xe ta đậu ta bán ta rau. Rất là rộn ràng luôn. Đổ đống mà bán trái cây đồ quá trời á. Chợ Thạch Bà sáng chiều cũng vậy, chúng ta về buổi chiều cũng sẽ thấy nó rất là rộn ràng á. Bên tay phải là quẹo vào bên hông chợ, nó còn đông hơn ở ngoài nữa. Nhưng mà em sẽ đi cái con đường này đi thẳng luôn để về Phan Huy Ích, xem cái cuộc sống của bà con mình ngày hôm nay ra sao. Rất là nhiều người đi bán hàng rong với một chiếc xe máy, với một chiếc xe đẩy như thế này đó, bán bánh. Một cái rổ, một cái thúng là bán được trái cây rồi. Chuối, khoai, đủ thứ. Tính ra ở mình thì làm ăn tính ra cũng dễ. Bán cái gì cũng được. Có được cái chỗ đứng, có cái thúng là bán được rồi. Thì chừng nào mấy chú được thì mình chạy thôi. Khu trên này thì ít nhà thờ hơn. Khu sắm mới thì khu sắm đạo, còn trên này thì ít nhà thờ lắm. Hai bên phố xá đóng cửa cũng nhiều. Rồi mua sắm làm ăn rồi cũng chậm. Chứ ngay cái chợ Thạch Bà thì chúng ta thấy nhộn nhịp thôi. Nhộn nhịp vốn có của khu chợ thôi. Không biết là Phạm Văn Chiêu như thế này thì Phan Huy Ích như thế nào. Khu Gò Vấp nổi tiếng với cái việc kẹt xe đông đúc. Đây nè, trời ơi. Trường Anh Ngữ Cali. Cũng rời đi luôn rồi ha, đi hết rồi. Các cái mặt tiền to to là hầu như người ta đi hết. Cái chi phí nó cao quá, chịu không nổi. Lâu lâu có dịp về đây mời cô bác anh chị đi dạo phố, thay đổi một chút cái hình ảnh không khí. Cửa hàng người ta đóng cửa nhiều ghê á chứ, ta không mở cửa bán á. Các cái quầy bánh cam, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh da lợn, bánh tiêu. Đây là công ty Huy Phong nè, đóng cửa từ lâu rồi, không có nhân viên làm việc nữa đâu. Đây có mấy anh chị, đơn hàng, mấy cái đơn hàng may mặc giày da rồi gì là bây giờ héo queo hết. Thành ra ở đây bây giờ hả, mấy tiểu thương buôn bán lặt vặt ngoài lề đường cũng héo luôn. Công nhân là đâu còn nữa đâu, phòng trọ phòng biết gì là ế ẩm hết.
Hôm nay tự nhiên về đây sao thấy thấy khu này có vẻ nó vắng vắng á, trầm trầm vắng vắng. Ở đây có cái quán cà phê trang trí Giáng sinh đẹp quá, quán Chiêu. Cho thuê tiếp tục, các cái mặt tiền mà tầm khoảng 8-10 thước là bắt đầu đóng cửa quá trời luôn. Đây có đường số 53, bên phải là chắc quẹo ra khu bờ kè kinh Tham Lương, kênh Tham Lương, Vạn Thuật. À, cô bác anh chị thấy Phạm Văn Chiêu hôm nay như thế nào? Rồi đây có cái sạp trái cây này. Trái cây quá trời luôn. Em chạy chậm chậm như thế này thôi để cô bác anh chị ngắm cảnh. Cho thuê nhà trọ này, thấy là công nhân cái khu này cũng có một vài công ty. Bây giờ người ta nghỉ việc quá trời luôn, nhà trọ trả lại cũng nhiều, có đồng hồ riêng. Cho thuê nhà xưởng nè, trời ơi, đó 2-3 căn cho thuê nhà xưởng. Cuối năm rồi mà phải dán cái bảng cho thuê cũng đau đầu lắm chứ. Đây là con đường ở khu vực này, ngã ba cái Trâm bên trái của em là về công viên Làng Hoa. Con đường này là con đường ở huyện Văn Phối ngày hôm nay đó, cây Trâm ngày xưa. Đó, cho thuê phòng ngay đầu đường, người ta phải dán, bây giờ dán quá trời ở đây như thế này để mới có người biết, mới có người thấy. Các bạn chị thấy sắp ra Quang Trung rồi, chạy chút xíu nữa là ra Quang Trung. Đây là đường số 51 bên phải của em đó. Quán cà phê. Đây có một cái nhà hàng ha, Hòa Phú. Đó, người ta đầu tư hoành tráng không? Không biết tối thì như thế nào. Ban ngày thì không có khách, với tối chắc có lại cũng đông, có cây thông Noel trang trí nữa. Đó. Rộng lớn luôn. Hy vọng là đông khách làm ăn. Chứ không thì ba bữa là muốn dẹp tiệm.
chạy một đoạn nữa là em ra Quang Trung rồi. Gà Đông Thi, bánh mì Đông Thi, bánh mì đi rong. Đây là con hẻm số 51 ngay Quang Trung, ngay Phạm Văn Chiêu giao với Quang Trung. Ở bên trái em là có trường Phạm Văn Chiêu và trường An Hội, hai khu trường ở đây cho thuê nhà cà phê. Bây giờ mà mở các cái quán cà phê dịch vụ rồi thời trang này kia là coi như là dễ héo lắm các bác anh chị. Dễ héo lắm. Ở đây là đường Quang Trung nha, bên tay phải về cầu Chợ Cầu qua Tổ Ký quận 12 đó. Còn bên trái thì chạy Quang Trung xuống và năm trường chó, em sẽ đi thẳng luôn đường Phan Huy Ích. Cũng lâu rồi chưa có đi về khu này, hôm nay thực hiện một chuyến dài. Cô bác anh chị nhìn một chút cái cảnh vật xung quanh, cuộc sống người dân mình. Ở đây thì vỉa hè hầu như là không có ha, đã nhỏ rồi mà vỉa hè không có luôn. Đường nhỏ vỉa hè không có. Còn Phan Huy Ích này nha, đường Phan Huy Ích này ngập dữ lắm á. Mấy hôm mưa to ngập quá trời. Khu này bán cây kiện nè, sắp tới Tết ở đây có cái chợ hoa nữa. Chợ hoa bên tay phải em, con đường ở đây con đường to lắm. Con đường này là người ta bán hoa dọc theo con đường này ra tới cái bờ kinh Tham Lương luôn, đường số 45 đó. Ít hôm nữa thì em sẽ mời cô bác anh chị chạy về đây Tết á. Ồ, ở đây có cái khu vực này mấy hôm nay đang nổi rần rần nè. Phía sau cái tòa nhà này có mấy anh chị thấy có cái nhà đang xây không? Đó là cái trung tâm thương mại E-Mart nha. Cái trung tâm thương mại E-Mart thứ 3 của khu vực Sài Gòn mình. Để em chạy về coi, em không biết, không nghĩ là nó nằm ở đây. Đi đường này vô cũng được nè. Đó, con đường số 45, ở đây là đường số 45 phường mấy? Phường 14, ở Gò Vấp đây, bên trái của em này. E-Mart ha. E-Mart bây giờ nằm về tay của Thaco Trường Hải. Đó, họ đang xây. Để tí xíu nữa coi cái mặt tiền nó nằm ở đâu. Em không tính chạy vào nhưng mà tự nhiên hôm nay thấy đi ngang thấy nó nằm ở đây nên chạy vào luôn. Và cái đây thì mai mốt là nó cái chợ hoa, không biết là người ta có bán bên phía E-Mart không hay là bán bên này thôi. Chung cư Khang Gia kìa. Nó ta đang làm rất là lớn á. Wow. Lại có một cái siêu thị nữa rồi. Siêu thị E-Mart ở đây cạnh tranh với Lotte Nguyễn Văn Lượng. Co-op-mart, Dixie thì bây giờ không còn nữa rồi. Co-op-mart thì nó là một cái siêu thị của nhà nước rồi, cũng làm ăn cũng không đâu vào đâu. Bây giờ người ta đi siêu thị rất là nhiều, mà siêu thị dạng như thế này, trung tâm thương mại luôn đó, như là E-Mart này rồi
Lotte nè, rồi Crescent Mall nè, đó. Đã đi nhiều lắm các anh chị, trong đó nó có đầy đủ hết. Vui chơi, ăn uống, mua sắm này kia. Còn các cái siêu thị từ xưa đến giờ của mình thì cũng chẳng có gì. Cho nên là dần dần á, như cô bác anh chị thấy đó, chợ truyền thống nó bị siêu thị lụm. Còn các cái siêu thị truyền thống thì bây giờ đang bị các trung tâm thương mại lớn nó lụm. Lụm á, cái lượng khách bỏ siêu thị truyền thống bình thường vào các cái trung tâm thương mại như Emart đây thì rất là đông luôn. À, mấy anh xe ôm giao hàng. Rồi em gọi phải nha, tiếp tục đi đường Phan Huy Ích ra cái phía trước của cái khu Emart này coi. Bây giờ hiện tại cuối năm rất là nhiều ông lớn đang bỏ chạy, trong khi thì đây là một ông lớn chơi cũng lớn. Cổng đi vào ở đây nè. Ở đây ha, có con robot to đang nằm ở kia. Trường Chinh Phan Huy Ích thi xô. Đây nè, thi xô. Thứ mấy khai trương gì chú? Hôm nay khai trương để chạy thử giống như bán đồ luôn đó. À hôm nay là khai trương rồi hả? Khai trương mùng 7 nhưng mà bữa nay chạy thử. À hôm nay chạy thử. Khai trương là mùng 7 là bán hàng. Hôm nay 4 rồi còn 3 ngày nữa ha. Không bán bình thường nhưng mà nó chạy thử. À còn người dân vô mua được được chưa? Ờ mua bình thường đó, cũng mua bình thường. Rồi cảm ơn chú. 7 là chính thức khai trương nhưng mà hôm nay đã mua được rồi. À có con robot của anh chị thấy không? Robot to đó, nó nằm sau tán cây, để em chạy lên đây em xem coi. Cái này là trung tâm thương mại Emart nha, nhưng mà không biết hôm nay có để Emart hay không. Tại ngày xưa là Emart, sau rồi ta mua lại đó. À có chữ Emart kia kìa. À. Đây, ông lớn này đây, ông lớn này chạy lớn này. À. Con robot rất là to. Đó cho cô bác anh chị thấy con robot này, một con to nằm ở bên Kusala đó, cô bác anh chị nhớ không? Kusala có một con to như con này luôn, bên này có một con. Hôm nay là có khách vào rồi nhưng mà khai trương là ngày 7. Ngày 7 nha. Và 3 4 thứ 5 thứ 5. Rộng quá. Hôm nay là bán rồi đó. Ngày khai trương là nghe nói đâu người ta giảm tới 50% lận. Hôm nay rần rần ở trên mạng á. Đó. Nghe bác. Rồi thôi, em mời cô bác anh chị đi tiếp. À đây có cái đường đi vào cũng đẹp nè, sao mình không chạy vào, uổng quá vậy. Xe đông quá. Thôi, khỏi đi. Cập nhật một vài hình ảnh như vậy để chúng ta biết là được rồi. Thứ năm là khai trương. Đó, khai trương là rất đông quá. Hôm nay thì ai muốn mua đi bộ vào mua được rồi. À, Phan Huy Ích bây giờ có cái siêu thị to. Đường này thì bắt đầu chạy ra cầu Tham Lương luôn. Em mời cô bác anh chị đi tiếp tục vào lại cho thuê. Rất là nhiều mặt bằng bỏ trống, đóng cửa, không buôn bán. Đường Phan Huy Ích này nhỏ ghê á. Mấy giờ cao điểm buổi sáng rồi chắc kẹt xe dữ lắm.
Em thật ra con đường này ngày trước có ở Gò Vấp em cũng rất là ít đi, không có hay đi con đường này. Sài Gòn mình rộn ràng như thế này quen rồi cô bác anh chị. Những cái mùa vắng, những cái ngày Tết thấy nó lạ lùng lắm. Không có nghe được cái âm thanh xe cộ. Ấy ôi phố xá. Chỉ cần nhiều hàng quán người ta đóng cửa một chạy thôi là mình đã thấy khác rồi. Vừa cho thuê phòng trọ, vừa cho thuê nhà nguyên căn. Nhà đẹp nha, phòng trọ đẹp. Ở đây hẻm nhiều, sóng trọ nhiều. Vé số, ai mua vé số đổi đời đi. Dạo này trúng nhiều quá, thấy bà con mình đưa nhau mua vé số. Bên trái em là con đường Bùi Quang Là. Ở đây có mấy cái cơ sở cây kiện nhiều á, em thấy nhiều. Tết chắc là người ta bán bông rộn ràng. Trời, Sài Gòn bây giờ bắt đầu oi rồi, oi bức rồi. Khai trương siêu thị thì đông lắm, chen chúc nhau ngồi thôi rồi luôn. Em chắc em chạy ra con đường Trường Chinh luôn, ra cầu Thanh Lương cho trọn vẹn cái clip này. Điện máy xanh, thế giới di động, bách hóa xanh. Đây là đường Nguyễn Tư Giãn nha, bên trái của em đó, Nguyễn Tư Giãn. Phải là một con hẻm ra bờ kinh Thanh Lương. Ở đây cũng có nhiều con đường lạ mà em chưa có đi, thật ra chưa đi là chưa có quay để cô bác anh chị xem đó, chứ còn mà em đi thì đi cũng mấy lần rồi. Đông Tây Barber Shop sắp có một cái tiệm hớt tóc mở ra nữa. Nhà trọ cho thuê quá trời luôn ha. Dán cục điện này mới dán luôn á, đó cho thuê nhà trọ. Cuối năm rồi đi tìm khách thuê trọ cũng cực. Giờ này một là người ta về quê, hai là người ta ổn định chỗ, ta làm ăn chứ cũng không ai đi thuê trọ giờ này. Trừ ra gặp một cái gì đó bất trắc, ví dụ như là dụ nhà trọ tăng giá điện quá trời. Đó, cho thuê nhà trọ quá trời cột điện. Chỗ này, cái khu Gò Vấp này là cũng là cái nơi mà sinh viên, học sinh viên, công nhân xa nhà họ chọn là cái nơi để an cư, lạc nghiệp, làm việc.
nói cho đúng cái khu này giá cả rồi nó đa dạng phong phú, nhà cửa ở trong hẻm cũng nhiều, nhà trọ trong hẻm cũng nhiều, giá cũng mềm hơn những cái vị trí khác. Ra là rất là nhiều người vô Sài Gòn mưu sinh là sẽ chọn Gò Vấp này. Tất nhiên là nó cũng phải gần khu mình đi học đi làm nữa, nhưng mà Gò Vấp xưa giờ là vậy, rất là nhiều khu xóm hẻm hóc nhỏ giá rẻ. Xung quanh có nhiều con hẻm ghê luôn. Gò Vấp mà, Gò Vấp xóm hẻm rất là nhiều, đi một hồi là lạc như chơi. Ở đây em thấy cũng có nhiều cái kho xưởng lắm, kho xưởng dọc theo hai bên đường. Đoạn này gần ra phía Trường Chinh rồi, kho xưởng nhiều. Trường tiểu học Phan Huy Ích ở bên tay phải của em đó. Xả hàng nghỉ bán ghê không, bán đồ em bé ha. Trời đất ơi, cuối năm rồi vậy á. Đó. Đó. Nghỉ bán. Nghỉ bán về quê ăn Tết luôn. Bán không mua cái mặt tiền rộng lớn, bên trái của em cũng vậy luôn. Mấy cái mặt tiền lớn làm kho xưởng thì bây giờ thua quá trời thua. Đây thì cho thuê văn phòng, càng ra phía ngoài này càng quá trời nhà cho thuê đóng cửa. Đây là một cái nhà người ta xây mấy lầu ở trong cũng mới sạch sẽ cho thuê. Người ta thích hợp, người ta thích cho thuê làm văn phòng công ty á. Rồi em chạy chút xíu nữa ra tới ngoài Trường Chinh thì em sẽ dừng các clip luôn. Cuối năm này cái bộ trả phòng nhiều, Thánh Đường Hy Vọng. Đây có khu Thánh Đường Hy Vọng, người ta làm hang đá này. Nhà bán hoặc cho thuê, trời ơi nó nhiều thôi rồi luôn á. Dọc dọc đây quá trời rồi các anh chị, đâu có riêng gì khu trung tâm là gì đâu, khu ngoài này cũng te tua hết trơn.
cho thuê mặt bằng từ sáng tới chiều. Không biết là tối người ta làm gì. Đây là chung cư Phúc Yên nha, tới cuối đường rồi đó. Ngay vị trí chung cư Phúc Yên. À, ra ngoài kia là Trường Chinh rồi. À. Đây giày dép giá rẻ nè, à, 3 đôi 100 ngàn. Ôi trời, bây giờ nắng quá. Rồi, ngay vị trí này là cuối đường rồi. Em xin tạm dừng cái clip. Bên trái em có đường Tân Trụ. Hôm nay chạy về đây cập nhật một chút khu Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích, cô bác anh chị thấy đó. Thứ nhất là chúng ta sắp có cái siêu thị trên đường Phan Huy Ích này. Thứ năm này là khai trương. Còn lại thì con đường Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích, cảnh vật của nó vẫn như xưa, mà bây giờ người ta cho thuê bán nhà và phòng trọ nhiều quá, quá trời luôn. Đó là cái tình hình chung ngày hôm nay khắp nơi ở Sài Gòn. Gò Vấp cũng không thoát được cái cảnh này. Thôi thì hy vọng qua Tết, qua năm mọi chuyện khá hơn thôi. Em xin tạm dừng cái clip. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày nữa tràn đầy niềm vui, bình an. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye, đây là đường Trường Chinh nha. Bên trái thì về Cộng Hòa, về Bảo Quẹo. Bên phải thì về hướng của An Sương, quốc lộ 22 đi Xuyên Á. Phía trước là tiệm Vi Phong, mì phở.